đội mưa về quê, giữa đường xe hết xăng, hai bố con được cảnh sát giao thông giúp đỡ. Hai bố con người Quảng Bình đang trên đường chạy xe máy giữa trời mưa lớn về quê thì xe hết xăng. May mắn hai người được cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế giúp đỡ. Chiều 6 tháng 9, Trung tá Trần Hải Dương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết hai bố con nói trên đã tiếp tục hành trình lên đường về quê an toàn. Theo đó, vào chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có xảy ra mưa lớn cục bộ. Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 23 thuộc tuyến đường tránh thành phố Huế, Đại úy Hoàng Trọng Nghĩa thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 bất ngờ trông thấy một người đàn ông dắt bộ xe máy đội mưa ướt sũng đi giữa tuyến đường tấp nập xe cộ qua lại. Đại úy Nghĩa đã lập tức tiến tới gần xe để hỏi xem vì sao lại dắt bộ xe và phát hiện dưới tấm áo mưa bỗng tanh còn có một cháu bé đang co ro vì mưa lạnh. Hai bố con người đàn ông được anh Nghĩa đưa vào lán trại ven đường nơi tổ công tác làm nhiệm vụ. Hỏi ra mới biết người đàn ông tên Trần Văn Ca, quê ở tỉnh Quảng Bình và đang làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Anh Ca đang chở theo cậu con trai 4 tuổi về quê bằng xe máy và mặc chung một chiếc áo mưa. Trên đường đi thì gặp mưa lớn nên cả hai bố con ướt sũng. Đến đoạn đường tránh thì xe máy lại hết xăng nên cả hai bố con đành dắt bộ. Thấy vậy, anh Nghĩa cùng tổ công tác liền chăm sóc, ủ ấm cho cậu bé. Đồng thời cứ anh em đi mua thêm áo mưa, sữa, bánh và xăng cho anh Ca tiếp tục hành trình về quê. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, hai bố con anh Ca tiếp tục lái xe máy về quê. Trước khi đi, anh Ca đã viết một bức thư cảm ơn hành động đẹp của tổ cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế.